Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, từ 2016 đến 2021, kể từ khi đại hội lần thứ 5 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Thành ủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, sự hướng dẫn của Hội khuyến học cấp trên cùng với sự nỗ lực của các cấp hội, phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng sau học tập của thành phố Tam Kỳ đã có chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả toàn diện, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường phát triển trong 5 năm qua của phong trào khuyến học tại thành phố Tam Kỳ. Ngọn cờ đầu của phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn thành phố Tam Kỳ trong chặng đường nhiệm kỳ 2016-2021 là xã biển Tâm Thanh, một xã vùng đông còn nhiều khó khăn của thành phố. Ở đây, công tác vận động quỹ khuyến học được thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như vận động từng hộ dân ủng hộ quỹ khuyến học bình quân 20.000 đồng trên năm. Ngoài ra, phát triển các mô hình nuôi heo đất, quỹ tiết kiệm, vận động các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời vận động thông qua các chi hội khuyến học đồng hương, con em của quê hương làm ăn thành đạt. Qua đó đã xây dựng quỹ hội ngày càng lớn mạnh, số tiền vận động năm sau luôn cao hơn năm trước. Đây cũng là địa phương duy nhất của thành phố duy trì giải thưởng khuyến học riêng mang tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lâm Cao Tuệ. Trong 5 năm, số tiền quỹ khuyến học toàn xã đạt gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội khuyến học xã Tâm Thanh đã cấp học bổng và trợ cấp khó khăn trên 800 triệu đồng cho hơn 1.551 lượt học sinh, kịp thời khích lệ tinh thần đối với những học sinh học giỏi và là nguồn động viên hỗ trợ nâng bước tới trường đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng số quỹ trong nhiệm kỳ qua chúng tôi gồm gần 5 tỷ đồng và đã hỗ trợ cho 3.690 với kinh phí là gần 2 tỷ rưỡi. Riêng các quỹ khuyến học là Lâm Cao Tuệ thì chúng tôi hàng năm tham mưu với ủy ban để vận động nguồn quỹ đó nhằm khen thưởng cho các em học sinh thành tích học tập tốt. Phong trào khuyến học ở Tam Kỳ ngày càng phát triển, đem đến niềm vui, hạnh phúc và cả cơ hội học tập tốt cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những học sinh như thế. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám, là con gái của anh Phạm Văn Hậu ở phường An Sơn. Gia đình em rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi cha em bị tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Thế nhưng em vẫn phấn đấu học tập, đạt kết quả cao nhờ động lực từ những phần thưởng khuyến học. Năm nào con cũng được nhận học bổng ở trường và ở thành phố, con rất là vui. Con sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để lúc nào cũng được nhận học bổng. Con sẽ lấy số tiền đó để phụ giúp ba mẹ mua sách vở. Đó là một trong hàng ngàn học sinh được nhận học bổng của Hội khuyến học thành phố Tam Kỳ trong 5 năm qua. Giai đoạn 2016-2021, toàn thành phố đã cấp 11.774 suất học bổng với giá trị hơn 7 tỷ đồng, trợ cấp khó khăn cho 12.787 lượt học sinh với số tiền 4,1 tỷ đồng và trên 300 chiếc xe đạp trị giá trên 450 triệu đồng, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước tổng cộng 17.263 suất, hơn 8 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, Hội khuyến học thành phố cấp 4.155 suất với số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức từ thiện, hội chữ thập đỏ, các ngành đã trực tiếp hỗ trợ hàng ngàn suất quà trong các dịp lễ, Tết, huy động hàng trăm triệu đồng giúp học sinh nghèo huyện Nam Trà My kết nghĩa. Trong 5 năm qua, thành phố cũng đã khen thưởng cho 118.994 lượt người, tăng 22.439 suất so với nhiệm kỳ trước. Hiện nay, Hội khuyến học thành phố Tam Kỳ nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của 5 nhà tài trợ lớn, gồm tổ chức Làng Hoa Sen Quốc tế Hàn Quốc, Quỹ khuyến học Bác sĩ Bruce, Học bổng Allen Nation, Ngân hàng Cathay United và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Penco Tam Thăng. Bằng nhiều hình thức, nhiều cấp tham gia công tác vận động, nên kết quả vận động quỹ khuyến học trong 5 năm qua đạt gần 27,5 tỷ đồng. Những kết quả trên đã có tác động tích cực đến phong trào dạy và học. Học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, học sinh đổ vào đại học công lập năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng cao chất lượng của ngành giáo dục và đào tạo của thành phố. Đối với em thì việc nhận giấy khen ở trên trường là đã diễn ra rất là nhiều lần và đây là lần đầu tiên mà em được nhận giấy khen ở Ủy ban nhân dân thành phố, nên là đây chính là một niềm động lực và tự hào rất là lớn đối với em. Và trong những năm tiếp theo thì cái giấy khen này đối với em có một ý nghĩa rất là lớn, sẽ là nguồn động lực để em tiếp tục phát huy
và đạt được nhiều kết quả như mong đợi như ngày hôm nay. Cùng với phần thưởng khuyến tài cho học sinh giỏi và khuyến học cho những học sinh khó khăn học tốt, giải thưởng Phan Châu Trinh đã trở thành giải thưởng truyền thống vinh danh việc dạy và học của thành phố Tam Kỳ, là vinh dự của những người được nhận giải. Giải thưởng còn có ý nghĩa bảo tồn, giáo dục, phát huy giá trị văn hóa truyền thống hiếu học của quê hương Tam Kỳ. Trong 5 năm qua, có 365 tập thể và cá nhân được nhận giải thưởng Phan Châu Trinh với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng. Trong đó có 2 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 23 thạc sĩ, 10 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 3 bác sĩ nội trú và chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, 239 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và giỏi, 25 giải quốc gia, 37 giải cấp tỉnh, 2 em đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp hoặc đại học. Mà nhắc đến cái giải thưởng Phan Châu Trinh thì trong lòng mình rất là nhiều cái xúc động. Mình niềm tự hào cũng như là cái lòng biết ơn sâu sắc đến Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ và Hội khuyến học của thành phố Tam Kỳ. Và khi nhận giải thưởng cao quý này thì mình luôn tự nhủ với bản thân là mình phải cố gắng, luôn luôn phải cố gắng và đem những cái nhiệt huyết, cái tâm huyết kiến thức cũng như là các kinh nghiệm trong các công tác giảng dạy. Bên cạnh chú trọng chăm lo công tác khuyến học khuyến tài, công tác xây dựng xã hội học tập được Hội khuyến học thành phố đến xã phường quan tâm. Đó là đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo tinh thần quyết định số 281 ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị 11 ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí gia đình học tập đạt 90% trên tổng số hộ, tăng trên 69% so với đầu nhiệm kỳ và vượt 20% so với nghị quyết đại hội Hội khuyến học thành phố. Có 86 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, tăng 16 dòng họ so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có 95,3% dòng họ đạt tiêu chí, vượt 25,3% so với nghị quyết. 100% thôn khu phố đăng ký xây dựng cộng đồng học tập, trong đó 96,4% đạt tiêu chí cộng đồng học tập, vượt 26,4%. 98,6% đơn vị đạt tiêu chí đơn vị học tập, vượt 8,6% so với nghị quyết đại hội lần thứ 5. Tất cả 4 mô hình đều vượt khá xa so với mục tiêu theo nghị quyết 281 ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đề ra đến năm 2020. Đối với nhân dân, người ta hưởng ứng rất là nhiệt tình. Đây là cái cơ hội để người ta xây dựng cái gia đình học tập, cái gia đình học tập, cái công đồng học tập. Do đó mà cái kết quả đạt được á, thể hiện rõ nét là trong cái việc là số đó giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Toàn thành phố hiện có 20 hội khuyến học trực thuộc, 849 các chi hội, ban khuyến học, tổ khuyến học hoạt động trải rộng khắp địa bàn, cơ quan, dòng họ, trường học với 25.048 hội viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 292 tổ chức hội, 5.241 hội viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học luôn thể hiện trách nhiệm nhiệt tình, tâm huyết với tinh thần tự nguyện, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, ủy ban dân và tổ chức phối hợp triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, sự đồng tình hưởng ứng của toàn xã hội từ nhà trường đến phụ huynh cùng với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn hỗ trợ sát cánh cùng hội khuyến học đã tạo nguồn lực cho hội hoạt động có hiệu quả, nâng bước tới trường, tạo động lực thi đua học tốt cho hàng ngàn học sinh của thành phố, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thành phố thì luôn luôn đồng hành cùng với hội khuyến học, huy động các nguồn lực của xã hội, trong đó đặc biệt các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để góp phần vào cái sự tạo những cái quỹ khuyến học, khuyến tài cho hội khuyến học để tổ chức động viên kịp thời những hoàn cảnh, những trường hợp khó khăn, những trường hợp các em học sinh học giỏi, động viên khen thưởng để các em bước vào có hành trang tốt nhất cho con đường học tập của mình. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc và 1 bằng khen dẫn đầu thi đua khu vực các huyện đồng bằng.
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc, 1 bằng khen và đặc biệt được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2017. Phường Tân Thành, xã Tân Thành và 5 cá nhân được Trung ương Hội và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 cá nhân được nhận kỷ niệm chương Trung ương Hội và nhiều giấy khen của tỉnh hội và Ủy ban nhân dân thành phố. Khép lại nhiệm kỳ 2016-2021 với những thành quả rực rỡ sẽ là nền móng vững chắc để Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ bước vào chặng đường mới, nhiệm kỳ mới 2021-2026 với những thành công mới.